Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chiếc SUV màu đỏ di chuyển trên đường. Nắp cốp được mở và ngồi bên trong là 3-4 đứa trẻ. Không chứng kiến trực tiếp nhưng bản thân tôi cũng dùng mình trước tình huống nguy hiểm này. Cốp ô tô là khu vực được thiết kế để chứa đồ đạc, hàng hóa, tuyệt nhiên không phải vị trí cho người ngồi. Hơn nữa, nắp cốp sau của chiếc SUV gầm cao chính là cánh cửa thứ 5 của xe và mở ra trong khi di chuyển sẽ tạo ra lực cản rất lớn. Để trẻ ngồi đây, chẳng khác nào đẩy các em phải đối mặt với nguy hiểm cận kề. Chỉ một pha phanh gấp hoặc đạp ga của tài xế, những hành khách này rất có thể bị văng về phía sau. Hay khi đứa trẻ mất tập trung, nguy cơ tuột tay và rơi khỏi xe là hoàn toàn có thể xảy ra. Đừng nghĩ mình đi chậm ấy mà, không sao đâu. Hay mình đi một đoạn thôi, bọn trẻ thích là được. Nguy hiểm luôn rình rập và chỉ một phút lơ là, chúng ta có thể về gánh hậu quả nặng nề. Ai dám đảm bảo xe phía trước không phanh gấp, ai có thể tự tin 100% rằng đoạn đường luôn phẳng lì và không có ổ gà. Bình thường chúng ta đi xe ngồi bên trong còn phải thắt dây an toàn, đi một bước cũng cần thao tác này, vậy tại sao lại để cho em ngồi cốp và mở cửa như thế? Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc ô tô còn có thêm những bé khác. Tôi đoán rằng tài xế chiếc SUV màu đỏ đang đưa các cháu đi chơi vào một buổi tối trong dịp hè. Tuy nhiên, thương yêu và nuông chiều trẻ con theo cách này thì không ổn chút nào, vì khi đấy các bé sẽ rơi vào nguy hiểm. Có thể các bé muốn ngồi phía sau để được ngắm cảnh, có thể chúng muốn đi cùng nhau nhưng hàng ghế không đủ chứa và với bất kỳ lý do nào thì tài xế các bậc phụ huynh cũng phải ưu tiên sự an toàn lên hàng đầu. Tôi tưởng rằng hành động cho trẻ nhỏ thò đầu qua khu vực cửa sổ trời đã là quá đáng lắm rồi, nhưng khi xem được hình ảnh trên thì thấy nhiều tài xế, nhiều bậc phụ huynh thật bất cẩn, mong các bé được an toàn và từ câu chuyện này sẽ là lời nhắc nhở cho cha mẹ cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh new vn để cập nhật tin tức nóng hổi trong ngày